thay vì các bạn phải mua cho anh View bản Pro để có sử dụng được nhiều chi báo. Thì đây các bạn thể sử dụng cái hệ thống giao dịch sẵn có của mình đã ép tất cả vào trong một để nó tiết kiệm được diện tích cũng như là nó sẽ tiết kiệm được chi phí của bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Và chúng ta gặp lại nhau trong series Forex Q&A, tức là các bạn có câu hỏi có thể gửi đến mình và mình sẽ tổng hợp những câu hỏi đó để trả lời cho các bạn. Và mình nghĩ đây sẽ là kênh tương tác mới để mình giúp cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Tức là mình sẽ biết được những câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn về mặt kỹ thuật, về mặt tâm lý cũng như là những cái các bạn muốn biết về thị trường này. Và sau đó mình có thể giúp cho các bạn trả lời những câu hỏi đó mà có thể những người khác trả lời cho bạn nhưng các bạn cảm thấy chưa hài lòng hoặc là chưa có ai trả lời cho các bạn. Và chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ xem 3 câu hỏi tuần này mà mình cảm thấy rất nhiều người quan tâm và mình cảm thấy rất là thú vị là những câu hỏi nào. Câu hỏi đầu tiên mình nhận được đó là: em là học sinh lớp 12, em muốn làm trader chứng khoán Forex thì cần từng bước làm như thế nào ạ? Em đang tham gia trên thị trường chứng khoán với số vốn là 10 triệu và có những trải nghiệm rất tuyệt vời về lĩnh vực này. Điều đầu tiên mà mình muốn trả lời cho bạn này là thực sự là mình cảm thấy rất là vui và rất là ghen tị với bạn, bởi vì bạn đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, những cái điều mà có thể là những người khác, rất là nhiều người khác chưa có. Bởi vì ở cái độ tuổi đó, mình nghĩ là cái số tiền 10 triệu là một số tiền tương đối là lớn. Và hai nữa là có cái trải nghiệm tuyệt vời, mình nghĩ là đang có lãi. Và đấy một cái điều mà có thể là những cái người ở lâu trên những cái thị trường này có thể là người ta còn chưa có mà bạn đã có rồi. Thì mình cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy có một phần là cũng cảm thấy hơi ghen tị với bạn. Bởi vì những cái đó hồi xưa mình không có đạt được. Bởi vì hồi lớp 12 thì mình cũng chưa có cái số tiền nhiều như vậy và mình cũng chưa có một cái môi trường phát triển như thời điểm hiện tại. Tức là thời đó nó chưa có chứng khoán phát triển, nó chưa có tiền tệ, nó chưa có tất cả những cái thứ nó phát triển như ở thời điểm này. Thì mình chưa có những cái trải nghiệm đó. Thì một lần nữa chúc mừng bạn và rất hy vọng là bạn sẽ giữ được cái phong độ đó đến trong những cái thời điểm trong tương lai. Và chúng ta sẽ quay lại với cái câu hỏi chính mà bạn ấy đặt ra. Tức là ở cái độ tuổi đó và ở với cái số vốn đó thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Thì mình nghĩ là chúng ta nên bắt đầu dần dần, từ từ. Bởi vì khi chúng ta bước chân vào thị trường mà chúng ta chưa có kinh nghiệm và chúng ta chưa có kiến thức thì chúng ta sẽ đều đồng ý với nhau là chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là nhiều. Và cái đây nó sẽ là một câu chuyện của mình. Thực ra mình bước chân vào thị trường từ cái đợt đó nó cũng muộn hơn bạn, mình cũng phải đến đại học mình mới bắt đầu đánh chứng khoán. Nhưng mà đánh chứng khoán nó cũng giống như mình nghe lời những người khác, nghe lời những cái bạn môi giới và cuối cùng mình thua hết toàn bộ số tiền đó. Thì cái câu chuyện đó có thể mình sẽ kể cho bạn trong những cái một cái video khác mà mình sẽ kể rõ hơn. Vậy thì đối với một cái người mà mới hoàn toàn trên thị trường này như bạn thì mình nghĩ bạn nên đi theo những cái hướng như thế này. Đó là ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là bạn vẫn nên tiếp tục cái công việc đi học của bạn là công việc chính. Thì bạn vẫn tiếp tục vào đại học, vẫn học một cái ngành chủ yếu, các bạn học ngân hàng, học tài chính, học kinh doanh, học bất động sản hay học là du lịch. Bất cứ cái ngành nào mà bạn đang học, và mình vẫn giữ quan điểm của mình ngay từ đầu, chúng ta nên duy trì hai cái nguồn thu nhập. Vậy nên ở trong trường hợp này chúng ta nên duy trì hai cái nguồn kiến thức. Một là vẫn học những kiến thức chính thống, những cái kiến thức mà bạn nên học ở trong những cái trường đại học. Và mình nghĩ là dù sao đi chăng nữa thì về sau này nó sẽ là cái kênh để nó có thể giúp cho bạn kiếm tiền. Và đi cùng với đó, đi kèm với đó là gì? Là hiển nhiên rồi là chúng ta ở thời sinh viên thì chúng ta có thể chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn là chúng ta trưởng thành. Rồi chúng ta đi làm chúng ta sẽ bị vướng bận công việc, sếp, rồi họp hành, rồi con cái, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng ở thời điểm các bạn đi học đại học thì rõ ràng các bạn có nhiều thời gian hơn, thì các bạn thể dành thời gian nhiều hơn. Và một khi các bạn đã dành thời gian nhiều hơn thì cái khả năng bạn tiếp cận thị trường nó sẽ nhanh hơn, cũng như là kết quả đạt được mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Đó. Vậy thì cái bước đầu chúng ta cần làm là chúng ta nên duy trì cái việc chúng ta đi học đại học và chúng ta nên tiếp tục chúng ta tìm hiểu về cái thị trường này. Và sau đấy nữa, sau khi chúng ta đã quyết định về tư tưởng như thế rồi thì chúng ta sẽ làm một cái điều gì? Đó là các bạn có thể tham khảo được những cái kiến thức, thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều nguồn ở nhiều sách, ở nhiều cái forum hoặc là trên YouTube. Đặc biệt là trên YouTube của Forex thì các bạn có thể bắt đầu với một cái series đó là Forex nhập môn. Thì đây là cái series mình đã xây dựng rất là kỳ công, cũng như là series mình đã đổ rất là nhiều tâm huyết vào đây. Nó sẽ dành cho những người mới hoàn toàn, tức là các bạn để biết được là người mới chúng ta nên bắt đầu từ đâu để hiểu về thị trường này. Và sau khi chúng ta hiểu về thị trường xong thì chúng ta nên có những kiến thức gì về những cái kiến thức cơ bản như nào, rồi nâng cao như nào. Đó, chúng ta sẽ đi dần dần, nó sẽ có một cái lộ trình mình tốn rất là nhiều công sức cũng như là nhiều thời gian để xây dựng nên. Và sau khi các bạn đã xem những cái video về kiến thức
thì các bạn có thể xem cái series về tâm sự trader. Thì ở đó các bạn thể hiểu và các bạn biết thêm được là có một người trader trên thị trường này, các bạn sẽ phải đối mặt với những cái gì và tâm lý các bạn sẽ diễn biến như thế nào. Nó sẽ giúp cho các bạn nó hoàn thiện được cả hai cái. Thứ nhất là về kiến thức và thứ hai nó về tâm lý mà mình nghĩ là rất ít nơi có thể cho và có thể gửi đến các bạn nó cùng lúc. Thì ở đây mình nghĩ là có thể gửi đến được cho bạn. Đó. Và cái thứ ba nữa là gì? Là các bạn nên tham gia thị trường này với một phong thái là nó cẩn trọng và có nhiều thời gian. Thì các bạn nó sẽ có một cái mức độ ổn định trên thị trường này nó rất là lâu, chứ nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về tâm lý hoặc những cái lòng tham, thì nên tránh những cái đó. Và cuối cùng đó là gì? Là làm gì thì chẳng lựa chúng ta vẫn nên giao dịch với tài khoản demo trước để chúng ta quen với thị trường, đừng nên giao dịch với tài khoản tiền thật. Và rất hy vọng là mình sẽ thấy được bạn sau 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm sau, bạn sẽ trở thành những cái trader có tên tuổi cũng như là tiếng nói ở trong thị trường này. Và mình rất chờ mong đến cái ngày đó. Và câu hỏi thứ hai mình có nhận được đấy là em đầu tư số vốn nhỏ thì nên sử dụng chiến lược giao dịch như thế nào là tốt nhất vậy? Thì đây cũng là một câu hỏi mình nhận được khá nhiều, bởi vì rất nhiều bạn muốn tham gia vào thị trường này, nhưng mình đồng ý là các bạn rất là cẩn trọng nên các bạn tham gia với số vốn nhỏ. Thì đấy là cái điều mình rất là hoan nghênh và mình hoàn toàn đồng ý. Thì đối với những cái bạn ở trong cái trường hợp này thì các bạn có thể sử dụng những cái chiến lược của mình ở trong cái playlist là chiến lược giao dịch hoàn chỉnh để các bạn có được những cái chiến lược đánh. Bởi vì trong đó mình đã xây dựng được những cái chiến lược hoàn chỉnh, những cái chiến lược hoàn hảo cho những cái tài khoản nhỏ. Và giao dịch cái tài khoản nhỏ bạn nên sử dụng như thế nào thì ở trong cái chiến lược giao dịch đó nó đã có. Và hai nữa là mình cũng đã có một cái video để giới thiệu cho các bạn cách đánh với cái tài khoản nhỏ sẽ đánh như thế nào, thì các bạn để xem lại cái video đó để các bạn biết thêm được chi tiết, đúng không ạ? Và cái lời khuyên của mình cho những cái bạn đánh tài khoản nhỏ thực sự là các bạn nên đánh những cái lệnh dài, để khi các bạn nắm giữ trong thời gian dài thì cái mức độ lợi nhuận nó sẽ gia tăng được, nó sẽ tương đối là nhiều. Và hai nữa nó sẽ tương đối là ít rủi ro cũng như là ít nguy hiểm. Bởi vì thường là những người số vốn nhỏ là những người mới tham gia vào thị trường với trạng thái thăm dò. Thế nên là sau khi chúng ta thăm dò thì chúng ta chưa có kiến thức mà. Thế nên chúng ta nên làm những cái gì nó ít rủi ro nhất, thì mình nghĩ là chúng ta nên đánh dài hạn. Bởi vì nếu các bạn mới tham gia thị trường, các bạn cứ chăm chăm các bạn tìm một cái phương pháp đánh scam ngắn hạn thì các bạn sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy đó, vào lệnh thua, vào lệnh thua, vào lệnh thua, hoặc là vào lệnh thắng xong lại thua, xong lại thắng xong lại thua, nó cứ như thế, nó sẽ thành một cái chuỗi liên tục. Và cái kết quả mà mình nhận thấy được đó là gần như là những cái người đánh scam mà mới vào thị trường là thường hay bị thua, bởi vì mình cũng đã trải qua giai đoạn đó. Và nên đây là những cái tâm lý mà mình cũng hiểu được, và mình nghĩ là những cái tư vấn của mình dành cho các bạn đó là các bạn đánh ở tài khoản nhỏ và đánh trong những khung thời gian lớn thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn rất nhiều cái công cụ, rất là nhiều chỉ báo mình đã xây dựng thành cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh rồi, thì các bạn chỉ cần tìm trong đó, các bạn chỉ cần xem trong đó. Với những cái keyword như là những cái chiến lược dài hạn này, hoặc những cái chiến lược với cái tài khoản nhỏ, chắc chắn là trong cái danh sách playlist là chiến lược giao dịch hoàn chỉnh sẽ giúp được cho các bạn rất là nhiều. Và mình rất hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn kiếm được cái lợi nhuận bền vững ở trên thị trường này. Và câu hỏi cuối cùng mà mình nhận được trong tuần vừa rồi đấy là về một cái kỹ thuật là em mới tìm hiểu về Forex. Khung H4 em nên chọn chỉ báo nào? Và em phân tích trên TradingView nên chỉ có 3 chỉ báo. Mọi người cho em tham khảo combo 3 cái chỉ báo để em tìm hiểu về khung H4. Đó. Thực ra là mình cũng đã sử dụng TradingView bản free rồi nên mình rất hiểu về giới hạn nó chỉ add được 3 cái chỉ báo thôi. Thế nên là các bạn có thể nhìn trên màn hình, mình sẽ gửi cho các bạn cái đoạn quay video để hướng dẫn các bạn add những cái bộ chỉ báo của mình đang có sẵn. Tức là thay vì các bạn phải add đến 3-4 chỉ báo các bạn mới thành một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, thì ở trên TradingView các bạn chỉ cần vào cái phần thêm indicator, xong vào cái phần ô tìm kiếm, các bạn sẽ gõ vào cái phần là chữ mForex thì nó sẽ hiện ra 3 cái hệ thống giao dịch sẵn có của mình ở trên thời điểm này. Thì trong đó các bạn có thể thấy được nó sẽ có những cái hệ thống giao dịch đánh scalp, ví dụ như là đánh kênh Kettner, mọi người đánh scalp, đánh những khung thời gian nhỏ. Nhưng những có thể hệ thống giao dịch mọi người đánh sử dụng parabolic xa và những cái hệ thống giao dịch sử dụng pin 3, thì những cái đó mọi người có thể sử dụng cho giao dịch dài hạn được. Và đây sẽ là cách tốt nhất để bạn tiếp cận vào thị trường, và nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho các bạn thay vì các bạn phải mua TradingView bản Pro để có sử dụng được nhiều chỉ báo. Thì đây các bạn thể sử dụng cái hệ thống giao dịch sẵn có của mình đã ép tất cả vào trong một để nó tiết kiệm được diện tích, cũng như là nó sẽ tiết kiệm được chi phí của bạn. Và hai nữa là gì? Là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu một cái hệ thống giao dịch ổn định dành cho H4 thì các bạn nên xem lại dần về những cái chỉ báo. Và có một điều mà mình muốn nói cho các bạn và rất nhiều các bạn khác, đó là một cái chỉ báo nó sinh ra thì
nó có thể sử dụng được trên tất cả những khung thời gian, và nó không có khái niệm nào là dùng trên thời gian nào là đúng nhất. Và chúng ta sẽ chỉ có khái niệm là chúng ta nên dùng ở trên những khung thời gian lớn như là H1, H2, H4 để cho nó giảm bớt cái tín hiệu nhiễu đi. Và sau khi nó giảm bớt cái tín hiệu nhiễu đi thì nó có thể nó sẽ đem lại kết quả tốt cho các bạn. Đó là các bạn cảm giác như thế. Nhưng cùng với cái chỉ báo đó, bởi vì nó thực ra nó chỉ là những công thức toán và nó chỉ là những cái phép tính. Vậy thì chúng ta tính toán ở khung H4 và chúng ta tính toán ở khung ví dụ M5, M3 nó cũng y xì nhau, nó sẽ dùng cái phép tính đó và nó sẽ ra được kết quả. Nhưng cái việc chúng ta dừng ở những khung thời gian lớn là để nó loại bỏ đi cái việc những cái tín hiệu nhiễu. Và đây là cái tư tưởng mà mình nghĩ là mọi người nên thay đổi, và bạn cũng nên cập nhật cái tư tưởng này giúp mình. Và tất cả những cái chỉ báo ở trên M4X, tất cả những cái video của mình giới thiệu thì đều được có thể áp dụng được cho H4. Và mình có thể có một cái gợi ý cho các bạn, đấy là trên H4 các bạn có thể dùng Ichimoku, cái thứ hai nữa dùng MACD, cái thứ ba nữa các bạn dùng những cái đường MA. Thì đây những cái chỉ báo rất là lợi hại để tạo nên một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Và nếu bạn còn đang có những cái vấn đề thắc mắc về xây dựng hệ thống giao dịch cũng như là chọn chỉ báo cho phù hợp, thì bạn có thể liên hệ với mình qua email là mforex.vn@gmail, ở trên fanpage mforex, ở trên group, ở trên Facebook là Học viện Forex. Thì đây là cái nơi rất nhiều cái trader trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau hàng ngày. Và đến thời điểm hiện tại nó đang có rất là nhiều, mình nhớ không nhầm lên đến 4-5.000 thành viên rồi. Con số cực kỳ ấn tượng, mình nghĩ là những câu hỏi của bạn sẽ được rất là nhiều người trả lời. Và cuối cùng các bạn có thể liên hệ với mình qua Telegram. Đó, đấy là những cách các bạn có thể liên hệ với mình. Và mình rất mong là những cái hệ thống giao dịch của các bạn sẽ dần được hoàn chỉnh hơn. Nếu các bạn có thấy cảm thấy một điều gì nó chưa rõ thì cứ liên hệ với mình, đừng ngại. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và rất hy vọng những cái chia sẻ này của mình sẽ giúp chúng ta đến được gần nhau hơn và giúp chúng ta hiểu nhau hơn và có một cái hệ thống giao dịch nó tốt nhất trên thị trường này. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.